Bây giờ chúng ta cùng chạy bộ với thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đã hoàn thành xong phần khởi động. Chúng ta bước sang hoạt động thứ hai, hình thành kiến thức mới. Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn. Chuẩn bị đội hình hàng ngang. Các em đứng ở tư thế nghiêm. Khi nghe khẩu lệnh thành vòng tròn, đi thường, bước, thì các bạn sẽ lần lượt quay sang phải và di chuyển ngược chiều kim đồng hồ thành vòng tròn. Các bạn vẫn tiếp tục di chuyển để điều chỉnh vòng tròn cho phù hợp với địa hình cụ thể. Khi nghe khẩu lệnh, đứng lại, đứng. Tất cả các em đứng lại, mặt hướng theo chiều vòng tròn. Khi nghe khẩu lệnh tiếp theo, bên trái, quay, thì các em thực hiện động tác quay vào bên trái để quay mặt vào trong vòng tròn. Các em đã hiểu chưa nào? Các em xem video hướng dẫn chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn của thầy nhé. Các em đứng thành hàng ngang sau khi nghe hiệu lệnh thành đội hình vòng tròn, đi thường, bước. Lần lượt các em xoay qua bên phải và di chuyển theo hướng vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ. Khi nghe khẩu lệnh đứng lại, đứng, thì các em sẽ phải đứng lại theo hướng vòng tròn. Nghe khẩu lệnh tiếp theo, bên trái, quay, thì các em quay vào phía bên trái, hướng vào trong vòng tròn. Hoạt động 3, luyện tập. Các em chuẩn bị đứng ở tư thế nghiêm, thành vòng tròn, đi thường, bước. Các em di chuyển đi nào. Nhớ xoay qua bên phải, lần lượt di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Đứng lại, đứng. Bên trái, quay. Các em thực hiện động tác quay bên trái vào trong vòng tròn. Các em làm tốt lắm. Bây giờ các em thực hiện thêm một lần nữa nhé. Các em chuẩn bị thành vòng tròn, đi thường, bước. Đứng lại, đứng. Bên trái, quay. Các em làm tốt lắm. Thầy cảm ơn các em. Hôm nay chúng cảm ơn các em. Bây giờ các em
Hoạt động 4, vận dụng. Các em hãy cho thầy biết chuyển từ đội hình hàng ngang sang đội hình vòng tròn theo chiều nào? Các em quan sát sát lên đồng hồ. Cùng chiều kim đồng hồ hay là ngược chiều kim đồng hồ? Các em hãy suy nghĩ cho mình một đáp án đi nào. Đúng rồi, đáp án B là đáp án chính xác. Khi các em chuyển từ đội hình hàng ngang sang đội hình vòng tròn thì các em phải di chuyển theo ngược chiều kim đồng hồ. Thầy cảm ơn tất cả các em nhé. Hôm nay chúng ta đã ôn lại chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và trò chơi vỗ tay hàng ngang. Các em ở nhà nhớ tập luyện lại tư thế này giúp thầy nhé. Tuần sau chúng ta sẽ học chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc. Xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.